Vâng, nay. thưa với lại anh, qua những cái sự phân tích và những cái sự nhận định của anh khi mà anh cho rằng là gần đây có một số người hoặc là có một nhóm người Việt tại hải ngoại, họ chủ trương họ vận động quốc tế để mà có thể phục hồi lại cái hiệp định Paris năm 1973, mà anh có nói đến vài lần là cái ý tưởng phục hồi về cái hiệp định Paris này là một điều hoang tưởng, mà Lê Ngọc còn nghe có nhiều anh còn nói rằng cái ý tưởng này có thể nói là một cái ý tưởng bệnh hoạn nữa. Vì chính thưa quý vị, chính cả nước Mỹ họ cũng muốn quên đi cái hiệp định Paris 1975 1973 đau lòng này, và cho chính nước Mỹ mà họ dựng lên. Thì cái việc mà quý vị chúng ta đều biết chắc chắn là nước Mỹ dưới thời của cựu tổng thống Richard Nixon đã bỏ rơi đồng minh của mình, đó là một cái điều đáng hổ thẹn đối với một quốc gia mà họ nói rằng một quốc gia nước Mỹ biết tôn trọng những cái giá trị cao quý. Có một điều mà nếu mà quý vị muốn gọi là tưởng nhớ lại cái lịch sử và những gì, thì thưa quý vị, có những sử gia rất là may mà và những nhà phân tích về chính trị ở ngay nước Mỹ ngày nay họ đã phanh phui ra cái sự thật và họ đã lên án nặng nề những cái lỗi lầm này. Thì có hai cuốn sách đã được nồng nhiệt đón nhận mà chính Lê Ngọc cũng có đọc qua, thưa quý vị. Đây là của tác giả, đó là giáo sư Larry Berman, thưa với lại anh Hà Văn Sơn. Thì ông có viết hai cái cuốn sách, nếu mà quý vị muốn đọc lại những cái vấn đề lịch sử xảy ra giữa Hiệp định Paris năm 1973 và những gì xảy ra cho Việt Nam Cộng Hòa, thì quý vị sẽ thấy có hai cuốn sách này: Planning Tragedy, The Americanization of the War in Vietnam năm 1982, và cuốn sách thứ hai đó là No Peace, No Honor của Nixon, Kissinger and Betrayal in Việt Nam của năm 2001. Thì thưa với anh Sơn, anh nhắc lại những gì đã xảy ra trước đây, rồi cái vấn đề thật sự có phục hồi Hiệp định Paris 1973, một cái ý tưởng hoang tưởng, thì trở lại với những cái sự việc xảy ra hiện tại đi, thì có những tin tức cho thấy là Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có một cái kỳ họp vào bắt đầu vào tuần tới, và cái kỳ họp này là kỳ họp thứ 11 từ ngày 7 cho đến ngày 13 tháng 10 sắp tới đây. Được biết là theo cái điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam thì Ban chấp hành Trung ương họ phải họp 2 lần mỗi năm, thành thử cái kỳ họp thứ hai của năm thường được tổ chức vào tháng 10. Thành thử do đó cái thời điểm của cuộc họp lần này đó là một cái sự việc hoàn toàn bình thường. Một cái điều mà họ muốn nhắc đến và họ xem thật sự trong cái cuộc họp của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần này, thì họ có nhắc đến cái việc hiện tại, ở cái thời điểm hiện nay, đó là một cái sự thách thức lớn liên quan tới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong vấn đề chủ quyền của Việt Nam. Thì vấn đề này đang được chờ đợi. Anh cũng có nhắc đến, nhưng mà có một cái điểm mà Lê Ngọc muốn gửi đến cho quý vị. Thì quý vị cũng biết là trong ngày hôm nay, cộng đồng liên bang của Hoa Kỳ họ có tổ chức biểu tình trước Tòa đại sứ Trung Cộng và Việt Cộng. Thì anh Hà Văn Sơn, anh là người anh theo dõi sát sao những cái tình hình ở Việt Nam và ở ngay cả hải ngoại. Anh nghĩ như thế nào? Theo anh thì cộng đồng hải ngoại phải làm gì để cho có thể kết hợp hết được một cái số, đa số phải nói là đồng bào ở hải ngoại đi biểu tình chống Trung Cộng nhiều hơn? Chúng ta phải nói đến là một con số là hàng ngàn người, hàng chục ngàn người trong những cái cuộc biểu tình. Thì quý vị cũng biết là vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm nay, ngày thứ Bảy, thì có xe bus sẽ đón quý vị để đi tham dự cái cuộc biểu tình này. Và thật sự cái con số mà Lê Ngọc thấy các anh chị em vừa mới cho Lê Ngọc biết là con số này cũng không đến tới 100 người, thưa với lại anh Sơn. Thì anh Sơn nhận định, anh Sơn nghĩ là cộng đồng liên bang Hoa Kỳ, những người Việt hải ngoại của chúng ta thật sự phải làm gì để mà có một con số người nó lên tới cả hàng ngàn người để mà cho những cái cuộc biểu tình này, thưa anh? À, Lệ Ngọc hỏi cái câu này đó thì tôi mới nói cho nó thật rõ, là bởi vì tôi là một cái người đã chính thức trước đây đóng góp vào với cái việc tổ chức ra cái cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ. Và sau đó, sau cái thời kỳ thứ nhất thì đến cái thời kỳ thứ hai ấy, làm ra cái cộng đồng thứ hai nữa để thay thế cái cộng đồng thứ nhất làm việc không hiệu quả đó, thì tôi cũng chính là một sáng lập viên. Và rồi đến khi mà thành lập ra cái cộng đồng thứ ba đó, sau này đó là có đến 2 cái cộng đồng đó, một cái cộng đồng mà phía bên
ông Tần, ông Phúc và một cái cộng đồng phía bên ông Hữu và ông Hội, thì tôi cũng là cái người lập ra cái cộng đồng Liên bang Hoa Kỳ này, cũng làm sáng lập Việt. Nhưng mà thành ra tôi hiểu rõ cái cộng đồng, cái tổ chức cộng đồng này, chứ nếu mà chúng ta nói cộng đồng Liên bang Hoa Kỳ thì nó ghê gớm quá. Chúng ta cứ tưởng rằng đó là cái cộng đồng, dùng cái chữ cộng đồng không biết hoa đó, tức là nói cái cộng đồng của người Việt Nam. Nhưng mà sự thực ra là cái người là người trong cuộc, thành ra tôi hiểu rất rõ rằng những cái tổ chức như vậy đó, nó chỉ là tổ chức cộng đồng, tức là nó do một cái số người họ tập hợp được rồi họ xin cái license là họ là cái cộng đồng mà thôi. Thành ra họ không phải là đại diện cho toàn thể những cái người dân Việt Nam tị nạn cộng sản ở hải ngoại. Bởi thế thành ra cái số lượng của họ đó tùy theo cái cách làm việc của họ tại địa phương, rồi họ đến tập hợp lại với nhau ở trong cái cộng đồng Hoa Kỳ, thì nó chẳng qua là nó chỉ có một số người thôi, nó không đáng kể. Thành ra 100 người là đã nhiều lắm rồi đấy, nhưng mà nó không có cái khí thế như những cái thời gian trước đây mà chúng tôi làm việc. Thì có những cuộc mà chúng tôi vận động và tổ chức biểu tình ở tại Washington DC, nó đến coi như vậy là 150,000-200,000 người, thì con số đó cũng chỉ đến thế là hết. Mặc dù là lúc đó chúng tôi còn đang làm tờ báo rồi cũng vận động khắp nơi, nhưng mà nó tối đa là chỉ khoảng 150,000-200,000 người mà thôi. Bởi vì cái cộng đồng này nó không hề đại diện cho bất kỳ một cái người Việt Nam nào, trừ khi họ tự nhận là ở trong cái hàng ngũ của cái cộng đồng đó. Đó là cái điều mà tôi muốn nhấn mạnh. Đó là một cái tổ chức, nó cũng là non-profit organization, tức là thiện nguyện và tự nguyện thôi. Thế anh nào coi như vậy là cũng có thể xưng mình là chủ tịch, nếu mà bỏ ra vài trăm đô để mà coi như phải đi xin license là vừa dưới một cái tên nào đó, thí dụ là cộng đồng Việt Nam vũ trụ ha, rồi liên kết quốc nội và hải ngoại thế này thế kia, nhưng mà nó không có một cái giá trị gì hết đó. Và nó chỉ có một cái giá trị duy nhất đó, tức là để có một cái chức danh, tức là đại khái là được xưng là chủ tịch hội đồng đại biểu Nguyễn Văn Tần. Đó, tôi xin nói thẳng tên luôn là bởi vì bây giờ cái cuộc biểu tình nó đang xảy ra như vậy, hay là coi như vậy chủ tịch ban chấp hành cộng đồng Liên bang Hoa Kỳ là Võ Đình Hữu chẳng hạn. Thế là họ sướng lắm rồi, vì cái sướng đó là thành ra họ cứ bám lấy cái ghế đó. Tôi là người đứng ra sáng lập những cái tổ chức đó, và tôi cũng không vì cái chức danh, mà lúc đó là tôi hoạt động với những cái tổ chức đó là tôi muốn coi như vậy là truyền bá cái tư tưởng của bản thân tôi, góp ý cho họ để họ tìm ra một cái con đường đấu tranh cho nó đúng mức, tức là phải làm sao để hợp thức hóa nó, chính thức hóa nó, trở thành cái tổ chức thực sự là đại diện của những người Việt Nam, để mà coi như vậy chúng ta có những cái hoạt động nó tốt cho cái tổ quốc và dân tộc chúng ta. Nhưng mà tôi đến với cái tổ chức nào một thời gian sau khi mà đã nói và đụng phải những cái đầu bằng đá, quý vị hiểu những cái đầu bằng đá, tức là những cái đầu chẳng biết suy nghĩ gì cả, mà chỉ thích có ghế thôi, danh thôi. Thành ra tôi cũng chán quá là tôi lại ngưng lại, tôi lại lui lại, tôi không dính dấp được với họ nữa. Đó là một cái thực tế mà chúng ta thấy nó như thế này. Họ là những người không nhìn thấy một con đường nào khác ngoài cái chuyện hoang tưởng. Và rồi họ biết là họ hoang tưởng đấy, nhưng mà họ vẫn cứ coi như vậy là vì cái thị dục huyễn ngã của họ, vì cái háo danh của họ, họ phải giữ cái chức đó cho bằng được. Quý vị có tưởng tượng được không? Tôi hoạt động qua Mỹ này 20 mấy năm tôi hoạt động, thì đến cuối cùng quay đi quay lại chỉ trừ những ông chết rồi, ông mới không còn làm chủ tịch. Còn những ông còn sống là công giữ chủ tịch hoài à. Thí dụ như lập ra cái cộng đồng Liên bang Hoa Kỳ là cái cộng đồng thứ ba đấy. Ông Đỗ Văn Hội và ông Võ Đình Hữu làm chủ tịch. Thì từ cái ngày đó 2012 cho đến nay, ông Hữu với ông Hội vẫn cứ coi như là chủ tịch. Ông Tánh vẫn là chủ tịch. Tôi không hiểu nổi rằng cái họ đi đấu tranh cho dân chủ rồi tự do rồi nhân quyền. Tự do chỗ nào mà dân chủ chỗ nào. Cao ngồi đến cái nỗi coi như vậy là không có ghế để ngồi nữa, ngồi mòn hết cả cái vỉa hè của Washington DC. Tôi xin lỗi quý vị,
nói ra những cái điều này thì hạ nhục họ, không? Làm cho họ coi như bị đau lòng, nhưng mà đó là cái thực tế mà chúng ta nên dẹp bỏ nó đi. Nếu mà muốn coi như vậy là làm việc cho nó đứng đắn thì chúng ta hãy hướng về Việt Nam. Hướng về Việt Nam đây tôi không nói là quý vị đầu hàng Việt Nam hay là cái gì cả, bởi vì chúng ta đồng hành với dân tộc của chúng ta. Chúng ta có thể không đi về Việt Nam, không cần. À, bởi vì chúng ta là những người coi như vậy là công dân Hoa Kỳ rồi. Chúng ta muốn đi du lịch thì chúng ta đi. Và những cái điều đó nó không quan trọng gì đối với chúng ta. Chúng ta thích thì chúng ta đi về. Nhưng mà chúng ta hãy dành một cái tấm lòng cho đất nước của chúng ta bằng cách chúng ta làm sao để cho đồng bào chúng ta hiểu được rằng họ phải coi như vậy thể hiện cái sức mạnh của người dân. Bởi vì họ mới thực là người chủ của đất nước. Những cái phiên họp của Trung ương Đảng ngày hôm nay chẳng qua họ là cố gắng tìm ra một cái biện pháp để thích nghi với tình hình nhiều hơn là họ làm lợi cho quốc gia và dân tộc. Bởi vì muốn làm lợi cho quốc gia và dân tộc thì lẽ ra ông Phạm Bình Minh đã phải thể hiện một cái tiếng nói rất là mạnh mẽ ở tại diễn đàn đa phương Liên Hiệp Quốc, chứ không phải coi như vậy là để đợi đến cái phiên họp Trung ương Đảng này. Anh nhắc cái việc mà Đảng Cộng sản Việt Nam họ làm nó có những cái họ làm đúng chứ không phải là họ không đúng đâu. Nhưng mà có những cái họ làm là chỉ vì quyền lợi của họ mà thôi. Tôi xin phân tích như thế này để quý vị thấy rõ. Cái Đảng Cộng sản hiện nay không phải là cái đảng làm cách mạng từ năm 1945 và không phải là cái Đảng Cộng sản đã chiến thắng Việt Nam Cộng hòa. Mà đây là đám ăn theo thôi. Cái đám hiện nay đó là cái bọn mafia. Chứ không phải là cái Đảng Cộng sản từ cái thời ông Hồ Chí Minh và ông Võ Nguyên Giáp và ông Trường Chinh đi làm cách mạng. Đây là cái đám ăn theo cách mạng. Và cái bọn nó là cái bọn coi như vậy con cái của những cái thành phần coi như vậy là cán bộ cách mạng. Đó. Thành ra chúng nó chỉ bảo vệ cái quyền lợi của chúng nó nhiều hơn là nó nghĩ đến quốc gia và dân tộc. Sở dĩ họ phải nói đến quốc gia và dân tộc là bởi vì họ phải dựa vào cái sức mạnh của dân tộc để mà giữ nước. Và khi giữ được nước á, thì họ giữ được ghế, họ giữ được đảng của họ. Đó là cái điều chúng ta cần phải nhận ra. Thế thì chúng ta cần là cái gì? Chúng ta cần người dân tỉnh ngộ. Người dân như tôi đã nói, có một vị nói rằng tôi nói không đúng về cái vấn đề bầu cử. Không phải là tôi nói về cái vấn đề cách thức bầu cử, mà chúng tôi nói là nói về cái ý thức của người dân trong bầu cử. Anh có muốn bóp chẹt đến thế nào thì người dân vẫn có quyền thể hiện cái tâm nguyện của mình rằng tôi không thích bầu cho anh. Ok. Cái đó không ai cấm quý vị được. Không? Bây giờ người ta dí vào, người ta nói là đây, ông bầu cho ông Trung, tôi sẽ cho quý vị 200, 2.000 được không? 20.000 được không? Nhưng mà quý vị bảo không, không bầu cho ông Trung. Cho dù ông Trung có thắng đi chăng nữa, cũng không phải là người quý vị bầu. Thì cái đó là cái tâm nguyện của quý vị. Thì người dân hãy thể hiện cái tâm nguyện của mình. Cái điều tôi muốn nói với người dân trong nước là như này. Quý vị hãy thể hiện cái tâm nguyện của quý vị qua cái lá phiếu. Thế còn những cái tình trạng mà biểu tình hiện nay đó, ở ngoài hải ngoại chẳng có tác động gì đến trong nước cả. Với cái số lượng người coi như huy động toàn gọi là toàn bộ Hoa Kỳ, nhưng mà sự thực ra họ chỉ huy động họ với nhau thôi. Mấy cái ông mở trong cái tổ chức thiện nguyện đấy, không? Ông vỗ ngực xưng danh là cộng đồng liên bang Hoa Kỳ, sự thực ra chỉ có một rúm thôi. Khoảng 60 mấy người thôi họp với nhau. Ok, tôi là người trong cuộc mà, tôi hiểu họ quá. Đúng không nào? Mà tôi thấy rằng cái việc làm như vậy đó, nó không thể nào coi như vậy tác động đến ai cả. Và nó chỉ là những cái trò hề thôi. Đủ rồi. Coi như vậy là các ông nên lui đi để cho những lớp trẻ họ làm. Mà lớp trẻ họ làm theo cái cách của họ, họ không thể làm theo cách của những người già. Quý vị phải thương cho những cái người coi như vậy là đã mang đến cấp tướng, đã coi như vậy là những cái dân biểu liên bang của Hoa Kỳ, gốc Việt Nam. Họ làm đến được như vậy nhưng mà họ không làm được gì cho Tổ quốc và dân tộc Việt Nam đâu. Chúng ta cần phải nhìn thấy điều đó, như tôi đã nói đó. Con cái của chúng ta nếu mà cứ tiếp tục coi như vậy là có cái sự phân định coi như vậy là ra cái điều mình là người của Việt Nam Cộng hòa cũ, mình không chơi với coi như vậy những cái người của cái con cái của cái chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Xin thưa với quý vị, lớp trẻ trong tương lai của người Việt tị nạn chỉ viết nên cái lịch sử của bọn vong quốc nô mà thôi. Tội nghiệp lắm quý vị. Chúng ta chỉ có 2 triệu người mà chúng ta lưu vong ở hải ngoại này. Chúng ta không có tài nào mà chúng ta coi như vậy là nói những cái chuyện mà thay đổi đất nước được. Nếu mà cứ giữ một cái tư tưởng gọi là bàn giao cái hận thù. Tôi nói rồi, làm sao để cho những cái người trẻ của Việt Nam coi như vậy là họ nghĩ ra được một cái con đường nào đó
để họ tiếp tay với những cái người trẻ trong nước tiến bộ, đó là giữ cái tổ quốc và dân tộc lại để mãi mãi dân tộc Việt Nam và tổ quốc Việt Nam trường tồn với thế giới. Đó là vấn đề quan trọng nhất. Cuộc đời của chúng ta, cuộc đời của tôi nó sắp đến cái giai đoạn cuối cùng rồi. Chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật và chúng ta phải chấp nhận rằng muốn làm được cái điều gì thì phải đồng hành với dân tộc. Đồng hành với dân tộc không phải là đồng hành với Cộng sản. Tôi xin nhấn mạnh với quý vị, dân tộc tôi không có chủ nghĩa Cộng sản. Chủ nghĩa Cộng sản là chủ nghĩa ngoại lai. Dân tộc tôi không phải là đi theo cái chủ nghĩa Cơ Đốc. Chủ nghĩa Cơ Đốc cũng là từ Vatican sang. Dân tộc tôi không phải là những người chỉ biết có cái ông Phật Thích Ca, bởi vì ông Phật Thích Ca cũng từ Ấn Độ sang. Dân tộc Việt Nam phải cần có một cái tinh thần Việt Nam và có một cái tư tưởng Việt Nam, chứ không thể nào mang những cái chủ nghĩa ngoại lai, những cái tôn giáo ngoại lai vào áp đặt lên những cái chính thể ở Việt Nam. Thành ra cái vấn đề này đó là một cái vấn đề nó nhức nhối lắm. Bản thân tôi coi như vậy, suốt cuộc đời mình đọc sách, đọc vở và chúng tôi nhìn ra những cái vấn đề nó lớn quá và cái sức của mình đó là không kham nổi. Nhưng mà chúng tôi cũng muốn nói rõ với quý vị, như tôi đã nói rồi, cái cuộc chiến vô minh, ai gọi cái cuộc chiến đó là cuộc chiến vô minh, tôi khẳng định rằng cái cuộc chiến mà đã xảy ra đó là cuộc chiến vô minh. Vô minh là vì sao? Anh em trong nhà giết nhau, vác súng của Hoa Kỳ, vác súng của Liên Xô, đó. Hai bên lao vào giết nhau. Thì cái quan trọng đó là cái chỗ nào? Cái quan trọng nhất là cái dòng máu đổ ra đa. Hầu hết trừ 58.000 người lính Mỹ họ đến tham chiến thì không nói, thì còn lại toàn là người Việt Nam thôi, là dân tộc Việt Nam thôi. Thành ra cái cuộc chiến vô minh đó nó cần phải gác lại và chúng ta coi như cần phải tỉnh táo để trở về đồng hành với dân tộc Việt Nam. Ở đây chúng tôi muốn nói đến cái tình tự dân tộc, chứ chúng tôi không muốn nói đến là chúng ta không cần thiết phải trở về với cái chế độ Cộng sản nó làm gì. Đó. Nhưng mà chúng ta phải trở về trong cái tình tự của dân tộc, chúng ta phải biết xót thương dân tộc của chúng ta. Chúng ta phải biết coi như vậy mũi lòng khi mà nhìn thấy coi như vậy người Việt Nam đi ra hải ngoại ăn trộm ăn cắp hay cái gì đó bị bắt. Chúng ta đừng nguyền rủa họ. À, cái đó là họ là nạn nhân của cả một cái quá trình lịch sử lâu dài chứ không phải chỉ là nạn nhân trong một cái thời điểm nào đó. À, ngay cả cái người Việt Nam của Việt Nam Cộng hòa chúng ta ở nước Mỹ này ăn cắp còn khủng khiếp hơn nữa. Quý vị thấy rồi. Bác sĩ, luật sư, toàn những bọn ăn cắp cũng có hơn gì cái người trong nước đâu. Đó nào? Nhưng mà tại sao quý vị không nguyền rủa những người đó? Bởi vì quý vị nghĩ rằng cái nguyền rủa những người đó thì nó không phù hợp, là bởi vì nó ở phe ta. Không, không có phe. Việt Nam chỉ có một thôi. Có một dân tộc Việt Nam, không có hai dân tộc Việt Nam. Thể chế thì có rất nhiều. Đường hướng chủ nghĩa tôn giáo có nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta chỉ có một dân tộc Việt Nam thôi. Và một đất nước Việt Nam thôi. Bởi thế, dù là coi như vậy ở cái lứa tuổi nào đi chăng nữa thì chúng ta phải cố gắng gìn giữ lấy cái sự tồn tại của dân tộc Việt Nam. Alo. Dạ vâng. Và như vậy thì quý vị vừa mới nghe những cái lời đóng góp của anh Hà Văn Sơn về vấn đề là cái tình tự dân tộc của Việt Nam. Và trong ngày thứ Bảy này, trước khi mà anh tạm biệt quý vị thính giả của NVR, thì cái lời kết của anh có thể là gửi đến một cái tình cảm nó như thế nào, nó thật sự để xây dựng đất nước Việt Nam của chúng ta đối với những người mà Việt ở hải ngoại, thưa anh Hà Văn Sơn. Tôi nghĩ rằng cái như vậy là nếu mà chúng ta có một cái tâm tình đối với dân tộc của chúng ta đấy, thì dù chúng ta ở cái vị trí nào, chúng ta vẫn có thể làm lợi cho dân tộc chúng ta được, là dù là nhỏ nhỏ nhất. Ví dụ như tôi thấy rằng một cái thực tế như ở hải ngoại này đó, là tôi hay gặp những cái cháu ở Việt Nam, họ đi ra, họ đi học mà, họ đi học, thì họ đi làm tiếp viên ở trong waiter, waitress, ở trong những cái tiệm phở, tiệm ăn. Thì tôi nghĩ rằng những cái việc mà người Việt Nam mình ở hải ngoại này cao dung chấp nhận các cháu đi làm như vậy, đó là một cái việc làm rất là tốt. Và mình cảm thấy cái điều đó nó rất là có lợi. Là vì sao? Và chúng ta có những
chúng ta cần đối xử với những cháu đó nó với một cái ý thức nó tử tế hơn. Chúng ta cũng không nên phân biệt rằng họ là người trong nước ra là gì cả, bởi vì nếu mà ở Việt Nam họ đưa ra được nhiều như vậy đó, thì trong tương lai những cái người mà học rồi ở lại đây thì không nói, nhưng mà những người học rồi mà trở về đấy, thì dù họ ở cái vai trò là con cái của những bậc đám cán bộ cha chú đi chăng nữa, thì họ cũng tiếp nhận được những cái mới, đúng không nào? Thành ra nó có lợi cho dân tộc Việt Nam hơn là cái chuyện mà họ bế quan tỏa cảng ấy. Nó rõ ràng như vậy. Còn những cái người ở hải ngoại này thì tôi nghĩ rằng cái điều đứng đắn nhất là quý vị cảm thấy đau xót cho dân tộc mình thì quý vị hãy đi du lịch về Việt Nam, và quý vị nghĩ xem có thể tạo ra những cái tổ chức, nhưng mà nhiều người đã làm tổ chức về từ thiện, mà từ thiện mà tôi nói từ thiện liêm chính nhá, chứ không phải từ thiện cái kiểu mà cảm ơn anh đâu, từ thiện mà lấy được cả triệu bạc nhưng mà bỏ ra chừng coi như vậy 100.000, bây giờ coi như vậy 900.000 chia nhau, thì cái chuyện từ thiện đó là cái chuyện mà không chấp nhận được đâu. Thế thành ra về Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy những cái điều mà quý vị sẽ xúc động và quý vị sẽ hiểu quý vị phải làm gì. Chứ còn tôi thì chưa về Việt Nam bao giờ, thành ra tôi cũng coi như vậy là chỉ nhìn Việt Nam qua những cái người bạn, rồi họ đi về Việt Nam rồi họ cho chúng tôi biết rằng nó như thế nào vậy thôi. Nhưng mà qua những cái như thế đấy thì mình cảm thấy rằng nó cần phải có một cái sự tiếp tay của hải ngoại để trong những cái vấn đề giáo dục, trong những cái vấn đề mà coi như vậy là tạo cho cái người dân trong nước họ ý thức được rằng thế giới hiện nay đã tiến đến đâu, cái nền chính trị của thế giới nó đã đạt được những cái gì rồi. Khoa học kỹ thuật thì không nói được, khoa học kỹ thuật thì trong nước họ có khi còn đi nhanh hơn những cái mà trong đời sống hàng ngày. Cái mà tâm tình đối với dân tộc là nó cần phải thể hiện qua coi như vậy là hành động, thì mỗi một người tự mình hiểu lấy thôi, chứ không thể nào coi như vậy là mang một cái chuyện riêng lẻ để mà rồi áp đặt làm coi như là một cái chung. Tôi nghĩ rằng cái như vậy, nếu mà quý vị tiếp cận với vấn đề, quý vị sẽ có cách giải quyết vấn đề. Chứ tôi thì cũng thực tế tôi chưa có tiếp cận những cái vấn đề gọi là đối diện với cái việc mà nhìn thấy ở tại trong nước nó có những cái chuyện gì. Thành ra cũng chỉ muốn nói với quý vị rằng chúng ta hãy giữ lấy cái tinh thần dân tộc, và chúng ta cũng bớt đi những cái chuyện coi như vậy là hoang tưởng, rồi chúng ta cũng bớt đi những cái chuyện coi như vậy là tạo ra những cái fake news, nó chả có lợi gì cho dân tộc chúng ta hết, nó chỉ làm cho rối vấn đề thôi. Mà rối vấn đề đây cũng không phải là chúng ta làm rối được ở trong nước đâu. Trong nước họ có chủ trương của họ rồi, như tôi đã nói đấy, họ phải bảo vệ cái quyền lợi của họ, mà họ đâu phải là Đảng Cộng sản chân chính đâu, họ không phải là những cái người làm người ta cách mạng, họ là những người ăn theo thôi. Thành ra họ đã ăn theo, họ có được mớ tài sản đó thì họ phải giữ nó thôi đấy. Thế thành ra giữa dân với Đảng nó có một cái gọi là nói ra mâu thuẫn nhau quá thì không đúng, nhưng mà nó nằm ở trong cái trạng thái rằng ok, các ông làm sao đó cho đời sống của chúng tôi đỡ khổ là được, và các ông làm sao đó để đừng coi như vậy là mất đi một cái mảnh đất nào của đất nước thì được đó. Nó là như vậy thôi, chứ còn bảo rằng coi như vậy là người dân trong nước là họ chấp nhận thì cũng không đúng. Thành ra tôi mới nói rằng cái việc mà chúng ta làm sao coi như vậy để cho những người dân trong nước họ ý thức được rằng họ là chủ của đất nước, chứ không phải là một cái thế lực nào khác. Tôi xin hết lời. Dạ vâng, cảm ơn anh Hà Văn Sơn đã đến trên làn sóng của Đài Phát Thanh NPR, và hẹn gặp lại anh vào lần tới, và là một ngày cuối tuần anh sẽ có rất là nhiều thời gian bên cạnh những người thân trong gia đình của anh, rất là thoải mái, rất là bình an. Thưa với lại anh Sơn, cảm ơn Lệ Ngọc, và xin cảm ơn quý thính giả của đài NPR đã lắng nghe những cái lời mà thô thiển của tôi. Okay. Dạ vâng, xin kính chào anh Sơn. Lê Ngọc xin trở lại với lại anh Việt Linh, tiếp tục gửi đến cho quý vị những bản tin trong ngày hôm nay.
Kính thưa quý vị thính giả, muốn làm hòa với Nga, Tổng thống Pháp muốn đảo chiều lịch sử. Kính thưa quý vị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là một trong những nhà lãnh đạo thế giới muốn đảo chiều lịch sử khi đang nỗ lực cải thiện quan hệ giữa EU và Nga. Các quan chức Pháp đã so sánh chiến lược với Nga của ông Macron với chiến lược của Tổng thống Mỹ Richard Nixon với Trung Quốc năm 1972. Hai chiến lược này giống nhau về cách thức, nhưng lại hoàn toàn trái ngược nhau về đối tượng. Nếu như Tổng thống Nixon muốn làm ấm quan hệ với Trung Quốc để kiềm chế Liên Xô, thì Tổng thống Macron lại muốn hòa dịu và củng cố quan hệ của EU với Nga để ngăn cản việc Moscow kết thân với Bắc Kinh. Bằng chiến lược này, nhà lãnh đạo Pháp hy vọng có thể bảo đảm EU có đủ khả năng để kiểm soát tương lai của chính mình. Hành động đầu tiên của Tổng thống Pháp là mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tới khu nghỉ hè ở pháo đài Bregançon, Pháp trước khi hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Paris. Bên cạnh đó, với vai trò là chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu, Paris đã ủng hộ Moscow quay lại là thành viên tổ chức này sau hơn 5 năm Nga bị treo giò vì cuộc khủng hoảng Ukraine. Ngoài ra, trong một bài phát biểu ngày 27 tây tháng 8, sau khi tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Pháp Macron đã phát thảo vai trò của Pháp như một nhân tố cân bằng quyền lực giữa Nga và các đối thủ, giữa Mỹ và Iran, giữa các nước giàu và các nước nghèo. Ông Macron thậm chí còn tuyên bố rằng đẩy Nga khỏi châu Âu là một sai lầm chiến lược sâu sắc, đồng thời cho rằng sai lầm và điểm yếu này của EU sẽ đẩy Nga liên minh với Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Pháp cũng nhận định châu Âu sẽ không bao giờ ổn định, không bao giờ giữ vững an ninh nếu chúng ta không làm hòa và nối lại quan hệ với Nga. Nhà phân tích Mark Leonard nhận định trên trang Eurasia Review rằng Tổng thống Pháp cho rằng sự chuyển hướng của Nga với Trung Quốc có thể phần nào gây nên sự xáo trộn của phương Tây. Và với một quốc gia có thể gây nên các mối đe dọa với châu Âu như vậy, ông Macron tin rằng không giải pháp nào hiệu quả hơn là việc đối mặt trực tiếp với vấn đề. Một quan chức Pháp đã giải thích rõ hơn về việc này. Những xu hướng đang đúng với Triều Tiên và Iran thì sẽ cũng đúng với Nga. Chúng ta không thể gây ảnh hưởng với họ và khiến họ hành động trách nhiệm hơn nếu chúng ta cứ mãi trốn tránh sau bức tường trừng phạt. Rõ ràng, Nga là một nhân tố quan trọng trên toàn cầu. Nhiều cuộc xung đột trên thế giới hiện nay, từ Đông Âu cho tới Trung Đông, sẽ không thể giải quyết nếu bỏ qua sự tham gia của Nga. Một lý do nữa cho sáng kiến ngoại giao mới của Pháp đối với Nga là để lấp đầy khoảng trống lãnh đạo ở EU. Anh, quốc gia có khả năng kiềm chế các hành động của Nga nhất, đã tự mình rút khỏi cuộc chơi. Hơn nữa, vấn đề Brexit cũng đang khiến nước này rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Trong khi đó, kính thưa quý vị, mặc dù thật không công bằng và thiếu tính toán khi đánh giá thấp vai trò của Thủ tướng Đức Angela Merkel, song bà Angela Merkel không còn có đủ ảnh hưởng hay năng lượng để dẫn dắt châu Âu xử lý các vấn đề của bản thân khối này, chứ chưa nói tới các vấn đề bên ngoài. Điều đó khiến cho Tổng thống Macron nhận ra rằng đây là khoảnh khắc của Pháp, theo một cách vừa là tình cờ mà cũng là một sự tính toán. Bên cạnh đó, một lý do khác giải thích cho những nỗ lực hiện nay của Tổng thống Macron là nằm ở việc lòng tin của ông đối với Tổng thống Mỹ Trump đã bị lung lay. Hồi tháng 2 năm 2018, chính Tổng thống Pháp Macron đã cảnh báo rằng EU không thể phụ thuộc an ninh vào Mỹ nữa, đồng thời kêu gọi cần có một chính sách mới về an ninh châu Âu giữa hoàn cảnh chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa cực đoan đang nổi lên mạnh mẽ. Hơn nữa, kính thưa quý vị, khi mà Mỹ đang leo thang căng thẳng với Trung Quốc, một điều không thể tránh khỏi là Washington sẽ ít chú tâm hơn tới EU và những khu vực xung quanh. Tệ hơn nữa, Pháp lo rằng Tổng thống Trump có thể sẽ theo đuổi một chiến lược mặc cả lớn với Nga, để lại EU mắc kẹt giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, mối quan tâm lớn nhất của Tổng thống Pháp hiện nay khi đề xuất sáng kiến cải thiện quan hệ với Nga là bản thân EU.
bởi vì EU sẽ không bao giờ trở thành một nhân tố toàn cầu trong thế kỷ 21 nếu khối này tiếp tục bị chia rẽ và bị bó buộc bởi các nước khác. Theo quan điểm của Tổng thống Macron, làm tốt hơn quan hệ giữa EU với Nga là bước đầu tiên để bảo đảm chủ quyền của EU. Nếu bạn không có một ghế trên bàn ăn, thì đó là bởi bạn đã nằm trong thực đơn rồi. Điều đó có nghĩa là nếu EU không chủ động tìm kiếm vị trí cho mình, thì khối này sẽ bị chi phối bởi các nhân tố khác trong quan hệ quốc tế hiện nay. Khối EU đã theo đuổi một hướng tiếp cận với hai xu hướng khác nhau với Nga, tức là một mặt vẫn duy trì các lệnh trừng phạt và tăng cường khả năng phòng vệ của NATO, trong khi mặt khác vẫn tiếp tục đối thoại với Nga. Dù vậy, Pháp cho rằng hiện nay không có bất kỳ kênh đối thoại hiệu quả nào và rõ ràng các lệnh trừng phạt không thể giải quyết những đe dọa mà Nga có thể gây ra. Tuy nhiên, kính thưa quý vị, sáng kiến của ông Macron cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Liệu Tổng thống Putin có sẵn sàng giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine? Hay thực tế hơn là liệu EU có đủ khả năng để chia cắt mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc? Hoặc liệu chính quyền Tổng thống Trump có sẵn sàng ủng hộ và để EU thực hiện một kế hoạch như vậy hay không? Đặc biệt, câu hỏi lớn nhất nằm ở bản thân châu Âu. Liệu các quốc gia khác có đồng ý với kế hoạch của ông Macron hay không? Khi mà nhiều nước ở Trung Đông và Đông Âu lo ngại ông Macron sẽ buộc Ukraine phải dàn xếp cuộc khủng hoảng ở miền đông nước này theo các điều khoản của Nga. Một số nhà quan sát nhận định rằng Tổng thống Emmanuel Macron đang hành động một mình mà không có sự tham vấn thực sự với các đối tác và đồng minh châu Âu khác. Cụ thể, một số đồng minh của Pháp, đáng chú ý nhất là Đức, Hà Lan, Ba Lan và các nước vùng Baltic đều rất thận trọng với sáng kiến của Paris. Một số quốc gia châu Âu hiện nay vẫn muốn EU tăng cường các lệnh trừng phạt với Nga sau vụ sáp nhập Crimea. Kính thưa quý vị thính giả, Ukraine bất ngờ có hành động tiếp sức cho ông Donald Trump sau khi Nga và Trung Quốc lần lượt dính bom luận tội. Kính thưa quý vị, Tổng trưởng Công tố Ukraine hôm thứ Sáu 5 tháng 10 vừa qua đã đưa ra một quyết định bất ngờ sau lời kêu gọi trước đó của Tổng thống Trump. Trong khi đảng Dân Chủ Mỹ đang ráo riết truy tìm bằng chứng nhằm luận tội Tổng thống Donald Trump vì hành động thúc giục Ukraine mở cuộc điều tra hai cha con ông Joe Biden, thì Tổng trưởng Công tố Ukraine hôm thứ Sáu 5 tháng 10 vừa qua đã bất ngờ tuyên bố rằng nước này sẽ sớm mở lại cuộc điều tra này. Cụ thể, theo thông tin của hãng thông tấn Nga RT, Tổng trưởng Công tố Ukraine Ruslan Ryaboshavka ngày hôm qua đã tuyên bố rằng ông sẽ xem xét lại 15 vụ án tham nhũng cấp cao, trong đó bao gồm vụ án liên quan tới cựu lãnh đạo tập đoàn năng lượng Burisma, nơi con trai của ông Joe Biden từng là thành viên hội đồng quản trị và nhận mức lương 50.000 Mỹ Kim một tháng, dù không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tổng thống Trump tin rằng trong thời gian tại nhiệm, cựu phó tổng thống Joe Biden đã sử dụng quyền lực chính trị để gây ảnh hưởng và giúp con trai ông có được vị trí cấp cao trong tập đoàn Burisma. Vì lý do đó, nên trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Vladimir Zelensky hồi tháng 7 vừa qua, ông Trump đã đề nghị phía Kiev mở lại cuộc điều tra tập đoàn Burisma và mối liên hệ giữa tập đoàn này và cha con ông Joe Biden, một trong những đối thủ chính trị đáng gờm của đương kim Tổng thống Mỹ trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc sắp tới. Hôm thứ Năm 3 tháng 10, ông Trump cũng đã nhắc lại yêu cầu này và thậm chí ông còn kéo thêm cả Trung Quốc vào cuộc. Ông nói rằng, tôi tin rằng nếu Ukraine trung thực về điều đó, họ sẽ bắt đầu mở cuộc điều tra lớn về cha con ông Joe Biden. Nhân tiện, Trung Quốc cũng nên bắt đầu mở cuộc điều tra về cha con ông Joe Biden, vì những gì đã xảy ra với Trung Quốc cũng tồi tệ như những gì đã xảy ra với Ukraine. Những điều tồi tệ, theo cáo buộc của ông Trump, là những nghi ngờ về giao dịch được cho là bất chính của nhà Joe Biden với Trung Quốc. Sau khi ông Joe Biden có chuyến công du chính thức tại nước này hồi năm 2013. Phát biểu trên của ông Trump đã khiến Tòa Bạch Ốc một lần nữa dậy sóng và các quan chức Trung Quốc hết sức bối rối. Việc bị kéo vào cuộc điều tra luận tội ông Trump chắc chắn sẽ không có lợi cho Bắc Kinh,
đặc biệt là vào thời điểm trước thềm đàm phán thương mại hết sức nhạy cảm hiện nay. Không chỉ khó khăn riêng cho Trung Quốc, mà đảng Dân Chủ cũng đang hướng điều tra về phía Tổng thống Nga Vladimir Putin, người từng trao đổi riêng với Tổng thống Trump trong hơn 11 cuộc điện đàm. Dù phát ngôn viên của ông Joe Biden khẳng định rằng những cáo buộc nhằm vào ông này chỉ toàn là thuyết âm mưu, nhưng một cuộc điều tra tham nhũng chắc chắn sẽ có ít nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2020. Trước những sóng gió luận tội gần đây tại Tòa Bạch Ốc, Tổng trưởng Công tố Ria Boshafka đã khẳng định rằng quyết định mở lại vụ án Burisma của ông không liên quan tới động cơ chính trị, ngay cả khi quyết định ấy được ông này đưa ra một cách trùng hợp, chỉ một ngày sau khi Tổng thống Trump công khai đề nghị Ukraine cần điều tra nhà ông Joe Biden và thỏa thuận bất chính của họ. Trong khi đó, ông Joe Biden đã lựa chọn cách giữ im lặng trước những sóng gió luận tội tại Tòa Bạch Ốc. Vị cựu phó tổng thống đã tuyên bố rằng ông không biết gì về những thỏa thuận của con trai ở nước ngoài. Tuy nhiên sau đó, ông Trump đã tung ra tấm ảnh có mặt cha con ông Joe Biden, chụp cùng đại diện của tập đoàn Burisma vào năm 2014. Trước cáo buộc của ông Trump, ông Joe Biden hôm thứ Tư, 24 tháng 10, đã khẳng định rằng ông sẽ không để ông Trump phá hoại gia đình mình. Liên quan đến tình hình giữa Bắc Hàn và Hoa Kỳ thì thưa quý vị, ngày 5 tháng 10 đó là ngày mà hai nước đã nối lại cái cuộc đàm phán cấp chuyên viên về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng sau nhiều tháng đã bị bế tắc. Đại diện đặc biệt từ bên phía Mỹ về vấn đề Bắc Hàn đó là Stephen Biegun, và đại diện bên phía Bắc Hàn đó là Kim Mong-jil đã gặp nhau ở vùng có cái tên là Villa Elvik Strand. Đây là một trung tâm tổ chức hội nghị ở Lidingö, phía đông bắc của thủ đô Stockholm của Thụy Điển. Và cuộc đàm phán mới này sẽ tập trung vào những vấn đề nào thì được biết là vào cái cách thức để làm gì để mà thật sự thúc đẩy được việc thực thi thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Donald Trump và Kim Jong-un tại cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu tiên mà quý vị còn nhớ là ở tại Singapore vào tháng 6 của năm 2018. Thì thỏa thuận đầu tiên thì hai bên đã cam kết là xây dựng một mối quan hệ song phương mới, cùng nhau để mà nỗ lực thiết lập một cái cơ chế hòa bình lâu dài và ổn định trên bán đảo của Bắc Hàn và hợp tác để mà hướng tới vấn đề phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo này. Nhưng thật sự cho tới ngày hôm nay thì chúng ta chưa thấy một cái kết quả nào. Và những cái tiến bộ mà có đạt được từ vòng đàm phán cấp chuyên viên này được cho là có thể sẽ mở đường cho cuộc gặp thượng đỉnh thứ ba giữa Tổng thống Donald Trump và Kim Jong-un. Và đây là cái cuộc đàm phán chính thức đầu tiên giữa hai nước kể từ cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai tổ chức tại Hà Nội hồi tháng 2 vừa mới qua đây, cũng không đạt được một thỏa thuận do cái sự bất đồng giữa hai bên về yêu cầu của Mỹ muốn có một lộ trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn và phải có thể kiểm chứng được với các yêu cầu của Bình Nhưỡng liên quan tới việc dỡ bỏ trừng phạt và bảo đảm an ninh. Thì anh em của đài NVR sẽ tiếp tục theo dõi để xem thật sự cái cuộc đàm phán nối lại cấp chuyên viên trong ngày hôm nay sau nhiều bế tắc thật sự sẽ mang đến một điều gì tích cực hay không. Và trong khi đó thì thưa quý vị, tình hình ở tại Hồng Kông trong những ngày cuối tuần thì thưa quý vị, toàn mạng xe điện ngầm bị tê liệt sau một đêm phản kháng rất là dữ dội chống chính quyền của Hồng Kông. Hồng Kông chưa hoặc là hoàn toàn chưa lắng dịu trở lại như là lãnh đạo đặc khu bà Kheo Lâm đã hứa hẹn. Cái lệnh cấm đeo mặt nạ đã châm ngòi thuốc súng cho sự bạo động bùng phát trong đêm ngày hôm qua, đêm thứ 6, mùng 4, qua ngày thứ 7 hôm nay, ngày 5 tháng 10 năm 2019, ngay sau khi mà chính quyền của đặc khu Hồng Kông đã ban bố hàng loạt những biện pháp khẩn cấp. Toàn bộ hệ thống xe điện ngầm trong ngày hôm nay, 5 tháng 10, hoàn toàn bị tê liệt. Trong đó còn có nhiều trung tâm thương mại, ngân hàng cũng phải đóng cửa. Và lãnh đạo của Hồng Kông sáng sớm ngày thứ Bảy đã phải lên tiếng thừa nhận bạo lực cực kỳ nghiêm trọng tại tất cả những khu phố của Hồng Kông. Tất cả mọi người đều rất là lo ngại, không những lo ngại mà thậm chí còn bị hoảng sợ sau biến cố vừa mới đây. Bà Kheo Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã lên án
những phần tử gây bạo động mà mang mặt nạ. Hãng thông tấn AFP đã đưa ra là biểu tình bùng phát chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi chính quyền của Hồng Kông ban bố sắc lệnh tăng cường trấn áp biểu tình, đặc biệt với cái lệnh cấm mang mặt nạ. Quá nhiều những sự đụng độ đã nổ ra trong đêm ngày thứ Sáu giữa những người biểu tình và cảnh sát. Nhiều người biểu tình thì họ đã giận dữ đập phá ngay tại trung tâm thành phố Hồng Kông, phóng hỏa nhiều trạm xe điện ngầm và một số trung tâm thương mại. Trạm xe điện ngầm tại khu phố Sun Kwan O vốn được coi là một cái trạm xe điện rất là bình an cũng bị một số người phản kháng cực đoan phá phách. Tại một địa điểm khác, thưa quý vị, ở gần Hoa Lục thì có một thiếu niên 14 tuổi đã bị trúng đạn, cảnh sát bắn vào chân. Còn tại quận Yulon thì cảnh sát đã nổ súng khi mà xe bị đám đông bao vây. Do đó cái sắc lệnh mà chống mang mặt nạ đã bị phản kháng quá dữ dội, dựa vào một cái công cụ pháp lý có từ gần một thế kỷ trước, rất gây ra một cái tranh cãi. Và việc sử dụng công cụ pháp lý này tuy giúp cho chính quyền Hồng Kông không phải đưa ra vấn đề trước nghị viện, nhưng đang gây một cái sự lo ngại sâu sắc trong xã hội dân sự Hồng Kông trước nguy cơ là chính quyền toàn quyền sử dụng bạo lực để mà trấn áp phong trào đòi dân chủ. Trở lại với lại anh Việt Linh. Kính thưa quý vị thính giả, Trung Quốc đang giật dây kinh tế toàn cầu. Hơn 1/3 thế giới không thể không lo lắng khi tăng trưởng của Bắc Kinh đang chậm dần. Kính thưa quý vị, giới phân tích thị trường cho rằng thực ra sự phụ thuộc của nền kinh tế thế giới vào Trung Quốc lớn hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Lần đầu tiên trong lịch sử, suy thoái kinh tế thế giới bắt nguồn từ Trung Quốc. Tờ Nikkei của Nhật Bản cho biết rằng quan điểm này xuất phát từ sự hỗn loạn thị trường thế giới sau tháng 8 vừa qua. Mỹ tăng thuế đối với Trung Quốc, đồng nhân dân tệ giảm xuống dưới mốc 7 nhân dân tệ đổi 1 Mỹ Kim, và Mỹ liệt kê Trung Quốc vào danh sách các nước thao túng tiền tệ. Với các yếu tố này, đã khiến tất cả các nhà đầu tư toàn cầu nghĩ rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục xấu đi. Kính thưa quý vị, quốc gia phát triển ý thức mạnh mẽ nhất về luồng gió tới từ Trung Quốc chắc chắn là Australia. Kể từ năm 2009, Trung Quốc là nước xuất khẩu lớn nhất của Australia, chiếm hơn 30% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhờ sức tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, Australia đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hiếm có trong hơn 27 năm. Nhưng sau tháng 8, thị trường chứng khoán Australia đã trượt dốc 6%. Đồng đô la Australia bị bán tháo xuống mức thấp nhất trong 10 năm, lãi suất dài hạn lần đầu tiên giảm xuống dưới 1% do suy thoái kinh tế. Theo tờ Nikkei, giới đầu tư Australia đang rất lo lắng vì sản phẩm xuất khẩu chính của quốc gia này là thép, quặng sắt đã giảm mạnh. Giá thép quốc tế đã từng giảm 25% từ cuối tháng 7. Trong khi đó, Trung Quốc là nhà nhập khẩu thép và quặng sắt lớn nhất từ Australia. Việc nền kinh tế tăng trưởng chậm dần điều sẽ dẫn đến nhu cầu của Trung Quốc đối với thép và quặng sắt từ Australia cũng giảm đi. Điều này sẽ khiến nền kinh tế Australia vốn dựa vào xuất khẩu thép và quặng sắt sẽ tụt dốc theo. Hậu quả tiêu cực của sự suy thoái kinh tế Trung Quốc khiến thị trường thế giới dao động và sự hỗn loạn của Australia chỉ là một mô hình thu nhỏ. Thậm chí, giới phân tích thị trường cho rằng thực ra sự phụ thuộc của nền kinh tế thế giới vào Trung Quốc lớn hơn nhiều trong tưởng tượng. Tổng sản phẩm quốc nội GDP của Trung Quốc năm ngoái chiếm 16%, thấp hơn 24% của Mỹ và đứng thứ hai trên thế giới. Nhìn vào con số 16%, nhiều người cho rằng ngay cả khi kinh tế Trung Quốc suy giảm nhẹ, nó sẽ không có tác động lớn. Tuy nhiên, từ góc độ quan điểm của các quốc gia coi Trung Quốc là đối tác thương mại chính như Australia, thì điều này lại hoàn toàn khác. Theo dữ liệu của từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, trong năm ngoái, có 34 quốc gia và khu vực coi Trung Quốc là điểm đến xuất khẩu lớn nhất. Từ 13 quốc gia năm 2007, con số đã tăng gần gấp 3 sau hơn 10 năm, sắp xỉ con số 36 quốc gia và khu vực xếp Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất. Tờ Nikkei còn giải thích rằng, giai đoạn này, cùng với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, đã khiến Mỹ giảm ảnh hưởng ở nhiều quốc gia và khu vực, trong khi Trung Quốc
giới thiệu các biện pháp kích thích kinh tế khổng lồ đã làm tăng sự hiện diện của Bắc Kinh. Cùng với Nhật Bản, một số quốc gia mới nổi như Nam Phi, Brazil đã thay đổi điểm đến xuất khẩu từ Mỹ sang Trung Quốc. Kính thưa quý vị, ngay cả khi không phải là điểm đến xuất khẩu lớn nhất, thì Trung Quốc cũng lọt vào top 3 quốc gia là điểm đến xuất khẩu của gần 70 quốc gia và khu vực. Trong số khoảng 200 quốc gia và khu vực trên thế giới, hơn 1/3 coi Trung Quốc là khách hàng chính. Trong hoàn cảnh nền kinh tế Trung Quốc đang xấu đi, các quốc gia và khu vực này sẽ chịu nhiều tác động tiêu cực. Đây là một phần của thế giới bị ảnh hưởng nặng bởi Trung Quốc, tờ báo Nikkei nhận định. Ngoài Australia, Đức cũng là một minh chứng khá rõ ràng. Quốc gia này đang bị ảnh hưởng bởi làn gió từ Trung Quốc. Theo báo cáo vào ngày 14 tháng 8 tại Berlin, cho biết rằng do nền kinh tế nước này tăng trưởng âm từ tháng 4 đến tháng 6, dẫn đến sự thờ ơ của các nhà đầu tư. Ông Jim O'Neill, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Hoàng gia của Anh, chỉ ra rằng biến động của thị trường Đức cho thấy nguyên nhân lớn nhất khiến kinh tế nước này tụt dốc chính là Trung Quốc. Đối với Đức, Trung Quốc là quốc gia xuất khẩu lớn thứ ba sau Mỹ và Pháp. Do việc mở rộng nhanh chóng doanh số bán xe hơi tại Trung Quốc, nên xếp hạng của Trung Quốc đã cải thiện đáng kể so với vị trí thứ 11 năm 2007. Tổng trị giá xuất khẩu xe hơi của Đức sang Trung Quốc cũng tăng từ 3% lên 7%, tăng hơn gấp đôi. Do sự suy thoái kinh tế, thị trường xe hơi Trung Quốc đã hạ nhiệt, khiến chính sách xuất khẩu ô tô của Đức phản tác dụng. Cũng theo Nikkei, ở Trung Quốc, cách để có được nguồn lợi nhuận ổn định là tạo ra những gì người tiêu dùng phải mua. Ngay cả ở Hàn Quốc, bị ảnh hưởng bởi sự tẩy chay hàng hóa Nhật Bản, thì các nhà sản xuất chất bán dẫn vẫn đang tích cực nhập khẩu các bộ phận sản xuất từ Nhật Bản. Người Trung Quốc từng tổ chức các cuộc tẩy chay hàng hóa Nhật Bản quy mô lớn vào năm 2012, nhưng những bình sữa chất lượng cao đến từ xứ sở mặt trời mọc vẫn được tiêu thụ mạnh ở Trung Quốc. Trở lại với những tin tức liên quan đến nước Mỹ thì thưa quý vị, hãng thông tấn AP vừa mới đưa ra một cái bản tin là tin tặc của Iran đã tấn công hệ thống bầu cử của nước Mỹ. Thì công ty Microsoft mới đây trong ngày thứ 6, ngày 4 tháng 10 đã cho biết là các thành phần tin tặc này có liên hệ với chính quyền Iran đã tấn công vào một ủy ban tranh cử tổng thống của nước Mỹ. Các cơ quan truyền thông và người gốc Iran có tiếng tăm đang sống ở nước Mỹ. Thì theo Microsoft, thành phần tin tặc này đã tìm cách xâm nhập tới 241 tài khoản, vào được 4 trong số này, dù rằng là không có tài khoản bị xâm nhập nào có liên hệ với Ủy ban vận động tranh cử hay là với các giới chức của chính phủ Mỹ, dù đang làm việc hay đã nghỉ việc. Một nữ phát ngôn viên của công ty Microsoft từ chối không cho biết danh tính những người bị tấn công với cái lý do là phải bảo mật cái tin tức của những cá nhân này. Tuy nhiên thì hãng thông tấn Reuters và tờ New York Times tường thuật rằng cái cuộc tấn công này nhắm vào ủy ban tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, nguồn tin này hiện chưa được kiểm chứng độc lập. Tìm hiểu của hãng thông tấn AP thì cho thấy trang web chính thức của ủy ban tái tranh cử Tổng thống Donald Trump có dùng hệ thống email của Microsoft. Phát ngôn viên của ủy ban tái tranh cử năm 2020 của Tổng thống Donald Trump, đó chính là Tim Murtaugh, đã nói là không có chỉ dấu gì cho thấy hệ thống máy điện toán server của chúng tôi đã bị tấn công. Loan báo của Microsoft là một cái chỉ dấu mới nhất về việc chính quyền ngoại quốc vẫn tiếp tục đang tìm cách để mà gây trở ngại cho cuộc tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2020. Thì chúng ta đã thấy là những giới chức tình báo của nước Mỹ trong nhiều tháng nay đã luôn lên tiếng báo động về mối đe dọa này. Thì trở lại trong cái mùa tranh cử năm 2016, tin tặc mà có liên quan với chính phủ Nga tấn công vào Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ và Ủy ban tranh cử của bà Hillary Clinton. Cuộc tấn công năm 2016 đã là một cái điểm chính trong cuộc điều tra của công tố viên, đặc biệt Robert Mueller, rồi tiếp tục đến những gì mà chúng ta đã nhận được trong hơn một tuần vừa mới qua về vấn đề khởi sự luận tội Tổng thống Donald Trump. Thì qua cái sự việc này, thưa quý vị, cái tiến trình luận tội Tổng thống Trump của bên phía Dân Chủ
lại tiến thêm một bước mới. Trong ngày 4 tháng 10 ngày hôm qua, lãnh đạo bên đảng Dân Chủ ở Hạ Viện đã chính thức yêu cầu Tòa Bạch Ốc phải làm gì. Thì thưa quý vị, họ cho biết là Tòa Bạch Ốc từ đây cho đến hết ngày 18 tháng 10 năm 2019, Tòa Bạch Ốc phải cung cấp các tài liệu cần thiết mà Ủy ban Hạ Viện họ yêu cầu cho cuộc điều tra. Thì quyết định này được đưa ra sau khi đã phát hiện rất nhiều tin nhắn, đây là những tin nhắn SMS trao đổi giữa những người thân cận của chính Tổng thống Donald Trump với những viên chức cao cấp của Ukraine. Và những cái tin nhắn này là những cái tin, những cái texting đáng ngờ. Hạ viện Mỹ trong ngày thứ Sáu 4 tháng 10 2019 đã thẩm vấn ông Michael Atkinson, thanh tra của cơ quan tình báo. Vì khi mà nói đến ông Michael Atkinson, chính ông này là người đầu tiên đã báo cáo với Quốc hội về thư báo động của nhân viên tình báo Whistleblower The First One. Tại vì quý vị biết trong ngày hôm nay thì chúng ta lại biết là có thể có một người tố cáo thứ hai. Thì liên quan đến cái cuộc trao đổi điện thoại giữa Tổng thống Donald Trump với lại Tổng thống Zelensky của Ukraine, trước đó một hôm thì Lê Ngọc xin nhắc lại là cái cuộc điều trần của ông Kurt Volker, cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine tại Hạ viện, cho phép đã phát hiện rất nhiều bằng chứng mới chống lại chính quyền của Tổng thống Donald Trump, như là những tin nhắn trao đổi giữa các nhà ngoại giao Mỹ với chính quyền Kiev của Ukraine. Những tin nhắn này đã làm bằng chứng cho thấy rõ ràng là chính quyền của Tổng thống Donald Trump, ông đã gây áp lực với lại bên Ukraine. Những tin nhắn đặc biệt đáng lo ngại, chẳng hạn như tin nhắn đầu tiên của ông Kurt Volker gửi đến một cố vấn của Tổng thống Ukraine ngay sau cái cuộc trao đổi điện thoại rất là đáng ngờ vực giữa hai nguyên thủ, đó chính là Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Zelensky, thì có đoạn đã ghi như sau: đương nhiên Tòa Bạch Ốc đồng ý nếu Tổng thống Zelensky thuyết phục Tổng thống Trump rằng ông ấy sẽ tiến hành cuộc điều tra, chúng ta sẽ tìm một ngày nào đó cho một cuộc gặp ngay tại thủ đô Washington. Rồi trong một tin nhắn khác vào ngày 1 tháng 9, ông Bill Taylor, ông này là người phụ trách hồ sơ của Ukraine, đã hỏi liệu chúng ta có nên nói là hỗ trợ quân sự cho Ukraine và cuộc gặp ở Tòa Bạch Ốc là điều kiện để mở cuộc điều tra hay không? Và một tuần sau đó, trong một tin nhắn khác gửi đến đại sứ Mỹ bên cạnh Liên Hiệp Châu Âu, ông đã lo lắng: tôi nghĩ là thật là điên rồ khi đặt điều kiện hỗ trợ quân sự để đổi lấy một sự giúp đỡ cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Những tin nhắn trao đổi mà Lê Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị giữa các nhà ngoại giao Mỹ cũng cho thấy rõ cái sự can dự của ai, thưa quý vị? Đó chính là của luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump, ông Rudy Giuliani, trong việc gây áp lực với lại Ukraine. Thì hai nhân vật thân cận do Tổng thống Mỹ gửi đến Ukraine còn soạn thảo một tuyên bố cho Tổng thống Zelensky sau cuộc trao đổi điện đàm giữa hai vị Tổng thống của Mỹ và Ukraine. Theo đó, văn bản này sẽ thúc giục Ukraine phải tiếp tục những cuộc điều tra được yêu cầu về các đối thủ chính trị của Tổng thống Donald Trump. Mà quý vị đã nghe trong những ngày vừa mới qua trên những cái trang, những cái tích lớn của giới truyền thông Mỹ về cái nội dung điện đàm của Tổng thống Donald Trump với ông Zelensky. Nhưng trước những cái tiết lộ này, thì Tổng thống Donald Trump, thưa quý vị, cái cách ông đáp trả lại như thế nào? Quý vị cũng đã nghe Lệ Ngọc tường trình rồi. Ông còn khẳng định là không có sai lầm gì khi mà nhờ cậy đến những thế lực của nước ngoài. Ông Donald Trump khẳng định ông làm như vậy là để chống tham nhũng chứ không làm hại đối thủ chính trị của ông, đó là ông Joe Biden. Và ông không quan tâm đến chính trị và ông cũng chẳng màng đến chiến dịch của ông Biden. Nhưng cái việc làm của ông đó là cái bổn phận, nghĩa vụ chống tham nhũng. Những cái cách đáp trả lại và những cái cách nói như vậy có thuyết phục người ta, người cử tri Mỹ hay không, thì quý vị cũng nghe. Đó cũng là một cái sự chia rẽ giữa cái nền chính trị hiện tại của nước Mỹ, giữa cử tri bên đảng Dân Chủ và Cộng Hòa.
và Tổng thống Trump ngay từ đầu tiến trình luận tội, thì ông luôn cho rằng cái cuộc trao đổi của ông với ông Zelensky chẳng có gì để mà bị chê trách, và ông có thể trông cậy vào Đảng Cộng Hòa đang chiếm đa số ở Thượng viện để thật sự có thể ngăn cản được thủ tục phế truất luận tội Tổng thống hay không nếu cần thiết. Và hơn thế nữa thì chính Tổng thống Donald Trump, ông còn kêu các đồng minh thống nhất thành một khối nếu việc luận tội ông phải đưa đến Thượng viện. Thì hiện tại, cái tình hình ở ngay thời điểm này, Tổng thống Trump ông vẫn nhận được sự ủng hộ từ các nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa, dù là khá kín đáo, hoặc là ngay cái sự chống đối ông trong chính đảng của ông cũng là một sự kín đáo mà thôi. Hiện nay, uy tín của Tổng thống như thế nào? Quý vị, qua cái sự tường trình của anh Đào Trường Phúc, của luật sư Nguyễn Hoàng Duyên, thì chúng ta thấy rõ ràng là trong lòng của những cử tri bên Đảng Cộng Hòa ủng hộ ông vẫn nguyên vẹn. Bên cạnh đó, những cử tri bên Đảng Độc Lập thì như thế nào thì chúng ta cũng đã thấy, cũng đã có những người lên tiếng và họ cho rằng những tin tức, những sự điều tra để đưa ra cái hư thực, những cái bằng chứng là Tổng thống Donald Trump, ông đã lạm dụng quyền của ông để mà có lợi ích cho vấn đề chính trị riêng của ông đã có sự thay đổi. Hiện nay chỉ có một nghị sĩ bên Đảng Cộng Hòa duy nhất lên tiếng công khai tố cáo mạnh mẽ hành động của Tổng thống Donald Trump, chính là ông Mitt Romney. Mà chúng ta biết là ông Mitt Romney cũng đã từng chống đối Tổng thống Donald Trump và cũng là người hay gièm pha chỉ trích những chính sách của Tổng thống Donald Trump. Thưa quý vị, bản tin mà về vấn đề Hạ viện vẫn tiếp tục gia tăng cái quá trình khởi sự điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump, gia tăng áp lực lên Tổng thống Donald Trump và làm cho chính Tổng thống Trump phải nổi đóa lên. Đó là cái tin tức mới nhất và cũng là cái tin cuối cùng trong ngày hôm nay mà Lệ Ngọc gửi đến cho quý vị. Một lần nữa, một ngày thứ bảy thật là vui, hạnh phúc sẽ đến với tất cả quý vị thính giả của NVR. Báo cho chương trình ghi danh chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare cho năm 2020. Quý vị sẽ ghi danh miễn phí ở tại đài NVR Radio. Tất cả những chi tiết này quý vị có thể gọi cho Lê Ngọc ở số điện thoại 703-473-9326 hoặc 703-992-6100. Chương trình Obamacare cho năm 2020, thời hạn để mà cho quý vị ghi danh đó là từ ngày 1 tháng 11 năm 2019 cho đến hết ngày 15 tháng 12 2019. Quý vị thính giả chỉ có 6 tuần mà thôi. Và những công ty bảo hiểm cho năm 2020 trong chương trình Obamacare sẽ có Kaiser Permanente, Cigna Connect, CareFirst Blue Cross Blue Shield và Anthem Blue Cross. Quý vị nhớ bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 2019, quý vị hãy đến ngay văn phòng của đài NVR để cho Lệ Ngọc và các anh chị em trong đài có thể giúp cho quý vị ghi danh lại, chọn lựa đúng những quyền lợi, những chương trình bảo hiểm vừa túi tiền phù hợp với lại quý vị và đúng với những gì mà quý vị cần đến cho chương trình bảo hiểm cho gia đình. Và một lần nữa, quý vị hãy gọi cho Lệ Ngọc hoặc là đến văn phòng của đài NVR bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 2019 cho đến hết ngày 15 tháng 12 2019 và việc ghi danh của quý vị hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng nhắc đến, thông báo đến cho quý thính giả.